quá nhiều vị tướng đi rừng hiệu quả nữa, và quyết định của Hu là Olaf là hoàn toàn lý. Vị tướng có thể thoát ra khỏi cái chuỗi khống chế rất là dày đặc đến từ bên phía của Invest. Hú tìm lên trên thì Katap một chút xíu khoan đã tốc biến lên, nhưng mà vẫn không đủ sát thương. Một pha tính toán đàm sai đến từ người chơi hỗ trợ của Invest Esports. Còn pha băng trụ thì sao đây? LX có cho mình tàn hình, nhưng ta cũng không thể nào câu đủ thời gian cả. Còn Olaf quá. Bởi vậy đó là lý do tại sao Invest chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng của ABC mà thôi. Có những tình huống xử lý rất thiếu kinh nghiệm, nhưng khoan đã, khu vực dưới đây một tình huống khác. Em thời điểm này thì cần đánh một cách hết sức thận trọng. Đường giữa thì sao đây? Tiếp tục là Olaf tìm kiếm được vào vị trí của Ngộ Không và đã có được điểm hạ gục thứ hai của mình sau hai lần ganh ra khu vực đường giữa. Không còn chiêu cuối tử thần, nó không bị quá khó khăn. Và đây một tình huống tấn công lên khu vực đường trên, có tình huống vòng sau của August rất thấp máu, là Katap anh ta sẽ bị bổ củi, bị ném thêm một cái dìu, bị đánh thường. Ba mạng liên tiếp dành cho bên phía của Olaf. Đường giữa tiếp tục là đánh nhau dành cho Ugaming, và người bị giữ chân đó là Varus. Varus cũng đã phải lên bảng điểm số, đánh thắng ở toàn tập ở tất cả khu vực. Chưa làm mất đi quá nhiều máu cái trụ của anh ta, nhưng bây giờ một trận đấu solo thì anh ta không có cửa để thắng được con cá sấu của Lemon. Lemon chấp máu rồi của trụ hơi nhiều, hai phát bắn đến từ trụ. Ui tốc biến bắn của hơi ngang. Ui nè được rồi, mắt rồi. Có mắt của Galio được, nhưng vừa rồi là một tình huống xử lý rất buồn cười đến từ hỗ trợ đồng hồ xã thủ. Rồi bây giờ chạy như thế nào, đối phương đứng chặn đầu ngay phía trước thì làm sao mà chạy được. Lại là một tình huống bắt lẻ trong chính khu vực rừng của mình đến từ các thành viên của Invest. Và Katap đang tính làm gì đây? Cần tại 3. Sao anh ta không chạy về đi? Anh ta thấy đối phương đông như vậy cơ mà. À anh ta bắt đầu không phải là một lối đánh quá chậm, mà họ là chủ động đánh đầu game và đánh ép bằng tay với đối bên phía đối phương luôn. 2-2 đường dưới, Lamix mất chim mồi về, chắc chắn là anh ta sẽ bị găm thêm dấu tử thần rồi. Nhưng chờ dấu tử thần đến closer, chưa cần dấu ấn nữa thì anh ta cũng đã phải nằm. Rồi đang đứng rình bụi, cái bụi này đã bị phát hiện đến từ bên phía của Lemon. Lemon đã có một tình huống cắm mắt là rất kinh nghiệm để có thể bảo vệ cho những người đồng đội của mình. Và Mikey cũng đã tiếp cận xuống đây, có thể tung ra một tình huống thủy lô tầm nhật để giữ chân bất kỳ một thành viên nào. Siêu bao đình người tung ra trước, chúng ở vị trí của Lavic. Lavic còn nửa cây, bắt đầu càn vào thân cá sấu được bật lên. Chúng chịu là khá trâu, nhưng trâu mấy thì cũng bị chọc gãy đến từ bên phía của Captap rồi. Và anh ta đã có một tình huống xử lý tốt với Fiora. Closer vẫn đang đi tìm những thành viên yếu máu, vẫn tiếp tục tìm vào vị trí của Lavic. Xít nữa là Ngộ Không không nằm. Nhưng bây giờ rồi, thì đây sẽ là một tình huống muốn đánh trả đến từ Rick hay sao đây? Anh ta đang có tốc biến đấm hay chưa này? Đấm trước chưa tốc biến, muốn giữ chân vị trí closer à? Giữ chân thành công và tạo tiền đề để cho Katap sẽ có được điểm hạ gục. Hất tung hai người tốt đến từ tình huống vừa rồi của Nautilus, và đó là mũi tên xuyên phá đến từ Rick. Chính xác hơn là Raven. Raven có thành công cái điểm hạ gục vừa rồi. Anh ta đang chờ góc để tung ra chiêu cuối, chiêu cuối chưa được tung ra, và bây giờ mới được tung ra đúng thời điểm mà thế là Rock đã biến mất. Nhưng anh ta không còn mũi tên xuyên phá nữa với thời điểm, chỉ là kể cả như anh ta có được điểm hạ gục vừa rồi thì anh ta vẫn đang thua 2000 tiền so với cá sấu của Lemon cơ. Ui để bóng lại, để bóng lại anh ạ. Để bóng lại để chạy không nổi. Đối phương có quá nhiều CC ở đây, chiêu cuối tung ra và Lovix cũng sẽ là người phải nằm ở trong pha thi đấu. A không, đó là người chơi đứng trên cơ của Invest Esports. Lovix vẫn còn sống. Mọi người nào anh ta đang đu như là Peter Parker vậy chứ không phải là Michael nữa. Vòng sau là August đã bắt đầu ném được một cú dìu, mất được cái áo choàng bóng tối đến từ bên phía của Raven rồi. Ngay lập tức biến mất vị trí của Ngộ Không. Ngộ Không tiếp tục feed ở trong trận thi đấu này. Đây là tình huống đoạt mệnh vào đồng hồ cát, giật ngược trở về, bị trả một tình huống ném bom, rất nhiều đam và vẫn có điểm hạ gục dành cho Spark, và thêm một tình huống móc chính xác nữa của Mikey. Đúng. Tôi nghĩ là như vậy. Không có quá nhiều tiền đề để cho Fiora có thể phòng ngự ở đợt tấn công này, thậm chí là pha vây tấu vừa rồi lên mình anh ta còn về nhà sau đó dùng tiền chuyển để nhảy lên đây nữa. Các ta sẽ phải nằm xuống trước khi nhà chính vỡ. Đủ hơi sâu đó, chỉ còn Mikey nhưng không sao. Vẫn là chiến thắng 1-0 chỉ sau 15 phút thi đấu. Bên phía Ugaming vẫn đang điều là cần thiết mà thôi. Bên phía của Wuhu vẫn chưa có quá nhiều khống chế, ngoại trừ cái sự xích tội lỗi ra, và vẫn đang chờ. Ta đang lừa bên phía bên kia. August cấp 5 luôn rồi. Rick cấp độ 3. Rick tốc biến lên. Mới Rick múa trước mặt bên phía bên kia. Thế Rick thì nó lại là sai tiếp rồi Rick ơi. Chắc chắn pha này đúng là mời anh Sơn. Trận đấu này thì bên phía của Invest đã có một thủ chủ động tốt. Nhưng khoan đã, lớp X sẽ đổi mạng đây không đây? Không đổi mạng trong những cái bước di chuyển phòng ngự của mình. Nhưng họ bắt được một người ở khu vực đường giữa. Và chiêu cuối vẫn còn tác dụng của nó. Khiêu khích được thành công Raven. Epiron mất đi tốc biến của mình. Người đã trúng đối phương, quyết định bay vào. Wow, khá là top team dành bên phía của Merly vì pha thi đấu đó thì anh ta quyết định là đu vào với sóng ngầm của ảnh cước và tiếp cận với như vậy không thể nào mạnh quá sớm được, giống như trong cái trận đấu vừa rồi khi mà họ có cho mình một cái con tướng nó xà đam từ xa tốt hơn rất là nhiều, kéo được cho mình là sĩ giả lên nửa trên bản đồ. Và Wuhu Gaming liệu là có muốn can thiệp sâu hay không đây? Họ đang bật chiêu cuối của Mikey lên, không giữ chân được đối phương, vẫn có được sĩ giả khai nước dành cho Invest. Và lớp X đang bắn khá thoải mái, cầm thẳng mọi người bên phía bên kia.
và pha nghịch sao chính xác Raven dứt điểm thành công một thành viên của Hulk Gaming. Đây sẽ là hai thành viên của Hulk Gaming lên chạy bộ đuổi theo con Lee Sin. Một Lee Sin mà có lăng ba vi bộ, có võ công cao cường thì một chất tướng vác dìu đi bộ như Olaf chắc chắn không đuổi được rồi. Và anh ta để mặc kệ cho con Corki bắn, anh ta thoải mái tiếp tục là ra đây kiểm soát với yếu thành viên hơn. Ngay lập tức biến mất người chơi support đến từ bên phía của Hulk Gaming và thêm một người nữa đến, tiếp tục là August. Anh ta đang nhặt những cái dìu của mình nhưng bổ mỗi người một bổ và lại nằm, tiếp tục thể hiện rằng mình là một người chơi đi rừng không hay đến từ khu vực Trung Quốc. Đó là August và mang về rất nhiều những điểm hạ gục và BlackX là người được hưởng lợi. Nhưng pha vừa rồi thì vẫn có một tình huống cung thì thế trận chúng ta sẽ nhìn kỹ lại hơn pha thi đấu này. Merly đứng đâu? Merly đứng trong bụi. Đúng rồi, pha này có lẽ chúng ta đã nhìn thấy là Merly đã có khoảng 2 nhịp mà anh ta đứng yên không làm bất kỳ một điều gì rồi. Nhưng người bị bắt lại không phải là Merly cơ, cho nên anh ta không đổ vạ cho máy lag được, đúng không? Đúng rồi. Đấy, là một tên lính cực kỳ to được đẩy vào đến từ bên phía Lemon. Lemon đã không quan tâm thế trận đánh nhau ở giao tranh tổng. Đang đánh nhà nhưng dọn lính là khá nhanh đến từ cả Corki cũng như là Zui làm ngủ thành công vị trí của Lemon. Lemon vẫn quay ngược trở lại đánh nhà tiếp mặc dù không có lính. Và bây giờ thì những người đồng đội của Ugin thực sự đủ cái sự bất ngờ. Và anh ta cũng đã bị lộ tầm nhìn ở trong pha thi đấu này, có thể đánh thẳng vào người chơi đi rừng của đối phương đến từ bên phía của Invest. Nhưng đây sẽ là một tình huống dụ kèo nữa. Và ở một cái góc mà đội hình của bên phía Ugami không có đủ thành viên, nhưng vẫn là mở giao tranh với bộ phát tấn tốc nhắm thẳng vào vị trí của Corki. Corki mất đồng hồ ngưng động, một người khác thì cũng đã mất đồng hồ ngưng động rồi. Đó là vị trí của Zui, Zui lên bảng điểm số. Phía bên kia là Katap thì vẫn đang tìm kiếm được những mục tiêu yếu máu và bật cả thân cả số chống chịu là rất lâu. Nhưng Garen không quan tâm cái thế trận này, 4-5 nhưng bên phía Ugami vẫn chiến thắng và họ sẽ lấy được nhà đến từ tình huống công trụ của Lemon. Tốn rất nhiều thời gian để chơi game đấu trí và lùm nhau.